Hồng Ngọc xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với điểm tin giải trí trên iBiz. Ngay bây giờ sẽ là những nội dung có trong bản tin hôm nay. Người thân cận đang đàn ẩn ý về kiếp nạn từ thiện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Bị hỏi khó đổ xô về Việt Nam kiếm tiền, Quang Minh đáp trả đanh thép. Ngọc Trinh tiếp tục hứng gạch khi bạn thân lên tiếng về thiết kế đạo nhái. Lương Mỹ Kỳ lại gây chú ý khi dự đoán Họa Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng trước tin đồn bị chèn ép ở show của Hương Giang. Hòa Minzy lần đầu tiết lộ lý do không thể ngừng khóc tại Sàn Nhạc Ngũ 2022. 2NE1 gây sốt khi tái hợp trên sân khấu sau 6 năm. Người thân cận đang đàn ẩn ý về kiếp nạn từ thiện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Năm 2021 vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã vướng vào lùm xùm lớn nhất trong sự nghiệp khi bị CEO Đại Nam bà Nguyễn Phương Hằng đấu tố về khoản tiền kêu gọi từ thiện cứu trợ miền Trung. Ngay sau đó, nghệ sĩ Hoài Linh đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận về việc ngâm 14 tỷ đồng. Mặc dù đã giải thích cụ thể và tiến hành giải ngân ngay sau đó, song nam danh hài đã nhận về sự chỉ trích dữ dội từ dư luận, thậm chí còn xuất hiện luồng ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ đã ăn chặn tiền từ thiện. Điều này khiến Hoài Linh phải đóng băng tất cả các hoạt động và vắng bóng showbiz trong một thời gian dài. Phải đến khi Bộ Công an vào cuộc điều tra và đưa ra kết luận minh oan thì nam nghệ sĩ ưu tú mới dần trở lại. Tuy nhiên, những hình ảnh và hoạt động nghệ thuật của anh vẫn vô cùng ít ỏi. Cho tới sáng nay ngày 17 tháng 4, trang Facebook của ông Hà Văn Tự, đại diện của Hoài Linh đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng nam danh hài khi đang ngồi uống trà. Ông Hà Văn Tự là một người thân cận, đồng hành với Hoài Linh cùng hàng loạt nghệ sĩ khác trong nhiều hoạt động từ thiện. Sau khi xảy ra lùm xùm, ông cũng là người đại diện thay mặt Hoài Linh đến các tỉnh miền Trung để trao tiền ủng hộ miền Trung. Đính kèm hình ảnh mới nhất của Hoài Linh, lần đầu tiên ông Hà Văn Tự đã có những chia sẻ đầy tâm trạng về lùm xùm từ thiện của nam danh hài. Có lẽ thiện nguyện là câu chuyện dài mà bể dâu cuộc đời cũng chẳng thể nào ngăn được khao khát của sự tự thân mang đến những điều tốt đẹp cho đời. Đi qua kiếp nạn của cuộc đời, cuối cùng thì sự thật cũng được vén màn và trả mọi thứ về đúng chỗ. Ta trở lại với cội nguồn, tiếp tục sứ mệnh của bản thân với quê hương như chưa từng có bất kỳ sự cản trở nào cho hành trình chia sẻ yêu thương, chở tấm lòng tương thân tương ái đến nơi cần được đáp cánh. Theo đó, người này cho rằng kiếp nạn của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã qua và cuối cùng sự thật cũng được làm rõ. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng thể hiện sự xót xa cho những biến cố mà nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh phải trải qua trong thời gian qua. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những chia sẻ này? Bị hỏi khó đổ xô về Việt Nam kiếm tiền, Quang Minh đáp trả đanh thép. Trong bài phỏng vấn gần đây, Quang Minh đã có những chia sẻ thẳng thắn về nền điện ảnh nước nhà và quan điểm nghệ sĩ hải ngoại bây giờ đổ xô về Việt Nam để kiếm tiền. Theo đó, anh nhận định nền nghệ thuật thứ 7 của Việt Nam khá hơn ngày xưa rất nhiều. Điện ảnh nước mình bây giờ rất chất lượng. Trước câu hỏi nhạy cảm về việc các nghệ sĩ ở Mỹ về quê hương chạy show, kiếm tiền, Quang Minh khẳng định cá nhân anh không tự ái về quan điểm trên. Nam danh hài bày tỏ, nghề của ai thì cũng cần mình lao động, chạy ở đây, ở kia và cơ bản để kiếm tiền sống. Ai muốn nói gì nói miễn là tôi không xin tiền của họ thôi. Ở bên kia tôi không có việc làm thì tôi phải chạy về Việt Nam làm việc chứ. Đâu có gì phải tự ái, chừng nào tôi chạy về quê mình xin tiền thì mới tự ái. Còn khi người ta mời mình về làm việc thì mình về. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng cho hay mình không để ý đến các bình luận tiêu cực, không bận tâm chuyện bên ngoài vì mình phải thương mình trước tiên. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ này? Cuộc sống của ba đại mỹ nhân V-Biz thập niên 90 giờ ra sao? Thập niên 90 là thời kỳ hoàng kim của nhiều tên tuổi mà khi nhắc đến đã trở thành những biểu tượng trong lòng khán giả. Đó chính là ba mỹ nhân Thu Hà, Việt Trinh và Diễm Hương. Sau thành công của bộ phim Người đẹp Tây Đô, Việt Trinh vụt sáng trở thành minh tinh đình đám trên màn ảnh Việt thời bấy giờ. Không chỉ chạy show đóng phim, nghệ sĩ Việt Trinh còn làm người mẫu ảnh. Đầu năm 2022, nữ nghệ sĩ đã gây bất ngờ lớn khi thông báo sẽ rút lui khỏi màn ảnh Việt. Hiện cô đang là mẹ đơn thân một mình nuôi dạy con trai tại biệt thự nhà vườn ở Bình Dương. Bén duyên với nghề diễn khi mới 17 tuổi và nổi lên như một hiện tượng, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà được coi là tiểu thư cành vàng lá ngọc của màn ảnh Việt. Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, hiện nữ nghệ sĩ ít tham gia các hoạt động nghệ thuật để tập trung vun đắp hạnh phúc bên người chồng doanh nhân hơn chị 15 tuổi. Nghệ sĩ Diễm Hương được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân vào những năm 1990. Sau khi rời khỏi showbiz vào năm 97, thông tin về nữ nghệ sĩ vô cùng ít ỏi. Hiện tại cô đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 4 người con ở Malaysia. Ngọc Trinh tiếp tục hứng gạch khi bạn thân lên tiếng về thiết kế đạo nhái. Ngọc Trinh hiện đang gây chú ý khi bị thương hiệu nước ngoài vỗ thẳng mặt việc đạo nhái thiết kế dành riêng cho Kendall Jenner. Đáng nói, nữ hoàng nội y còn thẳng tay xóa bình luận bóc phốt, chỉ đến khi không thể che giấu được nữa mới đăng đàn thừa nhận vì mình thích nên yêu cầu stylist may lại cho kịp chuyến đi chơi. Dư luận lại càng phẫn nộ khi Ngọc Trinh thản nhiên đăng tải hình ảnh mới như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mới đây nhất, cô nàng lại tiếp tục hứng gạch đá khi bạn bè và ekip lên tiếng về sự việc này. Cụ thể, người trong ekip của Ngọc Trinh đăng đàn thách thức: "Ủa, có cái váy thôi mà xào xáo ảnh hưởng công an chuyện làm mấy bà dữ vậy đó hả? Vậy thì sạc đầy pin điện thoại đi mấy bà, chuẩn bị tới công chuyện nữa nè."
Còn chị em thân thiết của Ngọc Trinh cho rằng thương hiệu này trong cái rủi có cái may, vì không nhờ Trinh thì chắc nhiều người không biết tới. Việc người trong cuộc và những người có liên quan đến Ngọc Trinh liên tục có thái độ chẳng làm gì sai khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Họ cho rằng cần có chế tài xử phạt những hành vi như thế này để răn đe. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Lương Mỹ Kỳ gây chú ý khi dự đoán họ Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Mới đây, Á hậu truyền giới Việt Nam 2020 Lương Mỹ Kỳ đã có bài đăng gây xôn xao trên trang cá nhân khi đưa ra dự đoán chung cuộc của mình cho cuộc thi họ Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Theo Lương Mỹ Kỳ, thí sinh có thể đặt vương miệng là Thảo Nhi Lê. Cô nhắm ngôi Á hậu 1 cho Ngọc Châu và Á hậu 2 cho Hương Ly. Bên cạnh những bình luận bàn tán cùng chủ đề, một số netizen đã khui lại ồn ào ứng xử vừa qua của mỹ nhân chuyển giới. Cụ thể, Lương Mỹ Kỳ đã tạo làn sóng tranh cãi trong dư luận khi sử dụng nhiều từ ngữ trợ búa trên sóng livestream để đáp trả cư dân mạng. Người đẹp bị cho là có thái độ thiếu tiếp thu sau khi bị góp ý chê bai màn trình diễn làm lố tại một show diễn thời trang vào tháng 3 năm 2022. Trước làn sóng đòi chuốt ngôi Á hậu 1, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020, Lương Mỹ Kỳ đã có bài đăng xin lỗi, song vẫn bị cư dân mạng tỏ ý không hài lòng. Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng trước tin đồn bị chèn ép ở show của Hương Giang. Sau khi tái xuất truyền hình thực tế với show The Next Gentleman của đàn em Hương Giang, Hà Anh đã nhận về lượng quan tâm rất lớn đến từ cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều người ấn tượng với khả năng thị phạm và bảo vệ thí sinh hết mình của nữ siêu mẫu. Đáng nói thì gần đến chung kết, học trò của Hà Anh chỉ còn duy nhất Minh Khắc lọt vào vòng thi đấu cuối cùng. Điều này khiến nhiều người cho rằng đội của siêu mẫu bị chèn ép. Mới đây, trong một bài phỏng vấn độc quyền, Hà Anh chính thức lên tiếng phản hồi. Cô cho hay, chèn ép là một từ rất nhạy cảm, chèn ép theo nghĩa của xã hội đen thì không. Tiêu chí của chương trình với Hà Anh về một quý ông có khác biệt, tôi chỉ chia sẻ vậy thôi, không nói sai hay đúng. Theo Hà Anh, hình dung của cô về một cá nhân hay một đội nhóm có tiêu chuẩn của quý ông dường như đang rất khác với ekip của chương trình. Có lẽ chính vì vậy mà các thí sinh của đội nữ người mẫu rơi rụng dần. Hà Anh thẳng thắn thừa nhận, nhưng không sao, đó là cuộc chơi. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ trên của cô nàng? Hoa Minzy lần đầu tiết lộ lý do không thể ngừng khóc tại Sao Nhập Ngũ 2022. Trong tập 7 của Sao Nhập Ngũ, nhiều khán giả đã vô cùng xúc động khi chứng kiến Hoa Minzy rơi nước mắt không ngừng, khiến các đồng đội như Puka, Duy Khánh, Anh Tú liên tục thay phiên nhau an ủi cô. Cho tới mới đây, giọng ca sinh năm 1995 đã chính thức chia sẻ lý do khiến cô không kìm được những giọt nước mắt trên sóng truyền hình. Chắc ai làm cha mẹ rồi sẽ hiểu sao em Hoa xúc động vậy. Không nhìn thấy, không biết con đang làm gì, có ăn uống, đi vệ sinh được không. Em Hoa ở cạnh con như một người mẹ, làm luôn cả một người cha, nên cảm xúc sẽ nhân lên gấp đôi, bởi vậy mít ướt khóc nhẹ. Được biết, thời điểm tham gia chương trình, thiếu gia Minh Hải, ba ruột của con trai Hoa Minzy vẫn đang ở xa, chưa thể về nước nên cô nàng vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha để chăm sóc quý tử. Có thể thấy, từ khi con trai chào đời, Hoa Minzy được nhiều người hâm mộ yêu quý bởi cách chăm sóc và dạy dỗ quý tử. Chia sẻ về cách dạy con, Hoa Minzy từng cho biết cô mong con biết chia sẻ, quan tâm, yêu thương mọi người. Nữ ca sĩ cũng mua nhiều sách, truyện và thẻ học, vừa chơi vừa dạy thêm cho con. Chiêm ngưỡng cơ ngơi chuẩn khách sạn 5 sao của MC Diệp Chi. Diệp Chi được biết đến bởi vai trò là MC, biên tập viên giàu kinh nghiệm. Cô từng cầm trịch nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như Rung Chuông Vàng, Đối Mặt, Đường Lên Đỉnh Olympia. Không chỉ có một công việc đáng mơ ước, Diệp Chi còn khiến người hâm mộ trầm trồ về tổ ấm riêng tràn ngập niềm vui cùng cô con gái nhỏ đáng yêu tên Sumo. Được biết, hai mẹ con đang sinh sống trong căn hộ bạc tỷ sang xịn tọa lạc tại Hà Nội. Đây là ngôi nhà do chính nữ MC chọn lựa từng viên gạch ốp lát, tìm thợ sơn, mua từng chiếc bàn lề cửa, bố trí công tắc, ổ cắm điện. Việc chọn nội thất cũng do chính nữ MC kết hợp cùng con gái làm. Là nhà của cựu MC Đường Lên Đỉnh Olympia, nên ngay khi bước vào, mọi người sẽ nhìn thấy chiếc vòng nguyệt quế. Cùng sở thích nấu nướng nên khu vực bếp của mẹ con Diệp Chi cũng vô cùng mãn nhãn với đầy đủ các đồ dùng hiện đại. Các phòng khác như là phòng ngủ của hai mẹ con, phòng thay đồ, phòng tắm hay như khu vực trang điểm cũng được bày trí gọn gàng cùng tông màu chuẩn khách sạn 5 sao xịn sò. Bạn nghĩ sao về cơ ngơi này của nữ MC biên tập viên Diệp Chi? Bất ngờ với tuổi thật của dàn mỹ nhân Hoa ngữ đình đám, Châu Tấn, Lưu Diệu Phi hay Trần Nghiên Hy là những ngôi sao Hoa ngữ quen mặt với khán giả Việt, xinh đẹp, tài năng, song nếu như biết tuổi thật của họ thì không ít người phải bật ngửa đó nha. Sở hữu vóc dáng mảnh mai, chẳng ai nghĩ rằng Châu Tấn đã 48 tuổi, cô thậm chí còn lớn hơn hai đại hoa đá là Triệu Vi và Trương Tử Di. Lưu Diệu Phi nổi tiếng từ khá sớm, vì vậy nhiều người cho rằng nữ diễn viên chắc chắn đã có tuổi, nhưng thực tế thì thần tiên tỷ tỷ chỉ mới 34 tuổi mà thôi. Nổi đình đám với vai diễn Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy Công Lược, nhiều khán giả vẫn nghĩ rằng Ngô Cẩn Ngôn là gương mặt trẻ của làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng cô nàng đã gia nhập showbiz từ lâu và hiện bước sang tuổi 31. Tên tuổi của Trần Nghiên Hy gắn liền với cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, nhờ sở hữu gương mặt bầu bĩnh mà ít người nhận ra, người đẹp đã 38 tuổi. Và showbiz từ năm 1986, Y Năng Tịnh đã có 36 năm kinh nghiệm và vừa bước sang tuổi 54. Không ít cư dân mạng đã xỉu lên xỉu xuống khi biết tuổi thật này của sao nữ.
2NE1 gây sốt khi tái hợp trên sân khấu sau 6 năm. Nữ ca sĩ CL là nghệ sĩ biểu diễn tại Coachella trong khuôn khổ chương trình Head in the Cloud Forever. Tuy nhiên, đám đông tại lễ hội âm nhạc đã được thưởng thức một bữa tiệc đầy bất ngờ bởi sau phần trình diễn solo của CL, các thành viên 2NE1 là Park Bom, Sarah Park và Minzy đã lên sân khấu biểu diễn. Nhóm nhạc đã mang đến màn trình diễn bùng nổ với bản hit đình đám I Am The Best. Lần cuối cùng cả 4 thành viên biểu diễn cùng nhau là tại lễ trao giải âm nhạc châu Á Mnet 2015. Nhóm nhạc 2NE1 bao gồm CL, Park Bom, Dara và Minzy được YG Entertainment cho ra mắt vào năm 2009 và gặt hái được thành công từ rất sớm. Cả 4 người là những người đi tiên phong trong việc thử nghiệm những âm thanh và ngoại hình mới đối với K-pop thời điểm đó. Năm 2012, họ trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Album cuối cùng của họ, Crush, được xếp vào danh sách 20 album nhạc pop xuất sắc nhất năm 2014. Sau 7 năm bên nhau, 2NE1 đã khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối khi chính thức tan rã vào năm 2016. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin giải trí ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy luôn giữ kết nối với chúng tôi để cập nhật tin tức hot mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.